Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Sành Đồ Si. Dành cho những quý vị nào lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Si thì Sành Đồ Si là một shop đồ si hàng hiệu chuyên các món hàng thùng tuyển dành cho nam. Sành Đồ Si cam kết rằng tất cả các sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và trung thực với các sản phẩm của mình. Sản phẩm nào có ố lỗi bẩn thì Sành Đồ Si sẽ chủ động thông báo để cho quý vị ở trong clip luôn. Và Sành Đồ Si cũng free ship tất cả các sản phẩm của mình ở trên phạm vi toàn quốc từ Bắc Trung cho đến Nam. Ngày hôm nay thì Sành Đồ Si sẽ vui mừng gửi đến cho quý vị là các mẫu mã trong bộ sưu tập Apollo ngày hôm nay. Chúng ta sẽ vào mã đầu tiên luôn. Nhưng mà trước khi vào mã đầu tiên thì Sành Đồ Si sẽ có một vài những thông báo như sau. Đầu tiên là quý vị chúng ta để ý bên cạnh Sành Đồ Si sẽ có một bảng size. Mã chính là mã dịch sản phẩm, chiều dài chính là chiều dài tuyệt đối của chiếc áo, ngang chính là phần ngang áo và vai chính là phần họ may hai cái cầu vai trên này. Thì mọi người có thể xem qua những cái lời Sành Đồ Si nói thì mọi người cũng có thể xem qua bảng bên cạnh để chúng ta tham khảo. Và cuối cùng là chính là cái mức giá quý vị bỏ cho từng sản phẩm. Đầu tiên chúng ta đến với mã đầu tiên, đó là một chiếc áo đến từ thương hiệu là Uniqlo. Con này thì mặc sẽ kiểu đẹp và trẻ trung. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta mặc vừa size M nhé. Chiếc này size M, chiều dài 70, ngang 49 và vai là 44. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta quanh 65kg. Cùng nhau xem cận cảnh chất con này để chúng ta lựa chọn cân nhắc. Con này thì còn rất là mới và hàng tại Sành Đồ Si thì gần như cũng rất là mới như vậy thưa quý vị. Chúng ta đến mã tiếp theo luôn. Mã tiếp theo là mã 964. Mã 964 chúng ta cùng nhau đến một con của Rick Nacklong. Và con này là gấu vàng quý vị nhé, thương hiệu gấu vàng đây. Và đây là chất của nó, họ làm rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Con này thì mặc thì thoải mái vào cái mùa hè quý vị nhé. Mùa đông thì không chắc nhưng thoải mái vào cái mùa hè. Và con này sẽ là size L. Chiều dài của chiếc này đó là 73, ngang là 54 và vai là 48. Đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu là Golden Bee. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 70kg sẽ mặc vừa này. 70kg, quanh 70kg chúng ta sẽ mặc vừa. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một mẫu hoa khác của Uniqlo này. Hàng Uniqlo thì rất là dễ mặc, chính vì thế nên là Sành Đồ Si cũng sẽ giới thiệu qua thôi, cho một người xem các chi tiết ở trên con áo này thôi, chứ còn cũng không có gì nói về thương hiệu này. Tại vì đây cũng là một thương hiệu lớn và họ làm ăn cũng rất là uy tín rồi. Chính vì thế nên chúng ta cứ tin tưởng vào các sản phẩm của họ thôi. Con này sẽ là size L, chiều dài là 71, ngang là 53 và vai là 44. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta quanh 70kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này. Con này thì mặc đơn giản nhẹ nhàng thôi, gần như là hàng của Uniqlo lúc nào họ cũng đơn giản nhẹ nhàng nhất có thể cho chúng ta. Và tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một cái mẫu khác của Polo by Ralph Lauren là quý vị. Polo by Ralph Lauren, con này thì sẽ là size L quý vị nhé. Chiều dài thì Sành Đồ Si sẽ tính chiều dài tuyệt đối, chẳng hạn như là ở đây có hai tà, một tà trước tà sau, thì cái số đo 83 là Sành Đồ Si sẽ tính cái tà sau quý vị nhé, còn tà trước thì nó chỉ rơi vào khoảng độ 75-76 thôi. Và con này ngang sẽ là 51, vai là 50. Đây là một chiếc áo phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 70kg chúng ta sẽ mặc vừa. Một con áo polo rất đẹp và cái chất của polo thì riêng con này thì không phải cái chất truyền thống nhé, con này thì đã được cải tiến cái chất rồi. Con này mặc thì mịn màng, giống như cái chất truyền thống thì sẽ là chất gai, nhưng mà cái chất con này thì nó lại đẹp hơn như thế. Cũng không biết là đẹp hay xấu, nhưng mà Sành Đồ Si thấy mặc nó sẽ kiểu mềm mại với da hơn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến một con của Wearscoop, logo con gà đây, nhưng mà không phải là con gà trống vô loa mà của Lacoste Sporty đâu. Con này thì ở trên này cũng có khoe mọi người là trên này cũng có cái chữ là Wearscoop, họ làm theo kiểu rằng là họ đúc khuôn trên này, rất là đẹp. Con này thì chất của nó thì cũng mặc kiểu đơn giản nhẹ nhàng thôi. Đây là một chiếc áo size M quý vị nhé, chiều dài là 68, ngang là 47 và vai là 43. Mã chúng ta là P967. Và gần như các sản phẩm của Sành Đồ Si thì đều để cho mọi người mức giá là 250k cho bất cứ một sản phẩm nào, đã bao gồm phí ship, trừ những chiếc kiểu như là chiếc này chẳng hạn, Breakfast đi, thì có một vài những cái chiếc thì Sành Đồ Si gọi là chiếc gánh kiện ấy, kiện ấy, thì nguyên một kiện thì mới bắt đầu có một hai những cái chiếc kiểu như thế này. Chính vì thế nên là kiểu nó hàng gọi là những cái món hàng đắt đấy quý vị, thì cứ như kiểu là bày bán ngoài chợ thôi. Mọi người cảm thấy cái mức giá này chơi được thì mọi người chúng ta chơi chiếc này. Đây sẽ là chiếc áo size XL, chiều dài đó là 77, ngang là 56 và vai là 49. Con này thì 450k và một chiếc áo rất đẹp đến từ Preferably. Và đây cũng là một trong thương hiệu mà họ làm đồ rất là đắt. Chính vì thế những quý vị nào chúng ta khoảng 75kg mà
cảm thấy cái mức giá 450k này không ảnh hưởng vấn đề đến tài chính của mình, chúng ta hãy chơi chiếc này. Thật sự là một chiếc Bradley rất là đẹp, khoảng 75kg, mặc rất đẹp luôn ạ. Và anh nào hoặc là bác nào mặc chiếc này thì có thể là cho Sành Đầu Ti xin lại cái feedback được không? Tại vì những chiếc áo của Bradley này thật sự là nó rất đẹp ấy. Tiếp theo chúng ta có một chiếc của Nike nữa. Và con này màu xám của Nike, màu xám trơn ạ, rất đẹp luôn ạ. Cho mọi người chúng ta cùng nhau xem màu xám trơn của Nike, rất đẹp luôn đúng không mọi người? Và chiếc này thì thuộc cái dòng là Nike Cone, sản xuất và gia công tại Trung Quốc, thuộc cái dòng Drift nhé. Trên mấy cái tag này thì cũng có chữ Nike Gold ở trên này này. Tag này tag theo một con xám cơ bản. Và để kiếm được mấy cái màu xám mà nó mới kiểu như này thì trên thị trường cũng tương đối là khó. Nếu mà quý vị chúng ta chỉ tập trung vào hàng si, hàng mới thì chắc chắn có rồi, còn hàng si thì không phải lúc nào chúng ta sẽ có những cái chiếc áo như thế này. Nên là mức giá 350k dành cho cái sản phẩm này là hoàn toàn hợp lý quý vị nha. Con này sẽ là size L, chiều dài là 78, ngang 53 và vai là 47. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 70kg, trên dưới 70kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này của Nike ạ. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con của Datmai. Con Datmai này thì cũng là hàng của Italy này, Made in Italy. Và con này mặc thì kiểu mềm mại, đơn giản, nhẹ nhàng quý vị nhá, mềm mại ạ. Con này chất của nó mềm mại lắm. Cúc của họ làm thì cũng kiểu họ làm cúc cũng tương đối là lạ, nhỏ nhỏ xinh xinh mà nhìn nó cũng bắt mắt. Đây là mặt đằng sau của chiếc áo. Đây là một chiếc áo size XL quý vị nhá, size XL, chiều dài là 75, ngang là 56 và vai là 45. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta vừa size L, size XL, tức là chúng ta khoảng 75 cân mặc con này sẽ rất ok nhé, khoảng 75 cân ạ. Mã tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến một chiếc áo khác của thương hiệu Cá Sấu này. Con này là size 3. Lacoste, con này size 3, con này là 450k quý vị nhá. Mã của chúng ta là mã P971. Con này là một chiếc áo, size của nó thì tính là size S cũng được, mà tính là size M, khoảng độ là dưới 64kg thì cũng đúng. Con này sẽ là kiểu chiều dài là 73 này, ngang là 45 và vai là 43. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta dưới 63 hoặc dưới 64kg nha. Hoặc đặc biệt nhất là quý vị chúng ta thuộc cái số đo của mình thì chúng ta sẽ biết rằng là con áo này có vừa hay không, kiểu như là biết rằng là mình mặc áo dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu là đẹp đấy quý vị. Con này thì sẽ là dài 73, ngang 45 và vai là 43. Con này là 450k, một chiếc áo đến từ thương hiệu là Lacoste hay còn gọi là Cá Sấu. Thì thông thường là những cái mẫu mã kiểu như này thì họ sẽ không sản xuất tại nước chính của họ, đó là ở nước Pháp quý vị. Ngày xưa thì ở nước Pháp thôi, chứ còn bây giờ thì chủ yếu họ làm qua các nước thứ ba hết rồi. Hàng của nước Pháp chỉ dành cho giới quý tộc thôi, khó. Tiếp theo chúng ta cũng có một chiếc Uniqlo này. Con này thì size L, chiều dài của nó là 74, ngang của nó là 52 và vai là 48. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 70kg mặc một chiếc áo Uniqlo màu xám này sẽ rất là đẹp ạ. Con này màu xám và gần như tất cả hàng hóa tại Sành Đầu Si thì còn gần như là mới nhất luôn rồi. Mới nhất luôn rồi. Quý vị có thể tham khảo thêm vài chỗ khác, nhưng mà Sành Đầu Si nghĩ rằng là chất lượng của Sành Đầu Si thì cũng gọi là ở cái hàng là ok nhất cho mọi người rồi. Tiếp theo thì chúng ta cũng có một chiếc áo màu xám đến từ thương hiệu là Uniqlo. Uniqlo thì con này sẽ là mã P973 này, chiều dài là 67, ngang là 45 và vai là 41. Con này thì ở trên cúc của họ thì cũng có chữ Uniqlo, và đặc biệt đó là con áo này còn rất là mới, còn rất là mới luôn. Sẽ dành cho quý vị nào chúng ta quanh 60kg mặc sẽ rất là ok ạ. Quanh 65kg quý vị nha. Tiếp theo thì chúng ta cũng có một chiếc Uniqlo khác. Con này cũng đến từ Uniqlo này. Và cho mọi người xem cái con này thì chất của nó là chất thể thao quý vị nhá. Chất con này là chất thể thao. Và con này sẽ là size S, chiều dài là 65, ngang là 45 và vai là 40. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta 60 hoặc dưới 60kg thì chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này. Một chiếc áo thể thao chất đơn giản, mặc mềm mại, đến từ thương hiệu Uniqlo. Nhắc đến cái dòng Gold thì chúng ta không thể không nhắc đến cái thương hiệu Fitless này. Và đây cũng là một thương hiệu của Mỹ và họ chuyên làm những cái đồ Gold. Con này thì chất thể thao quý vị nhá. Con này mặc ở ngoài thì con này thì cái màu của nó là màu chuẩn luôn, là cái màu xanh nõn chuối. Chuẩn luôn, cái màu này của nó bên ngoài là màu xanh nõn chuối ạ. Rất đẹp đúng không ạ? Và đặc biệt nó còn rất là mới nữa. Khoe đi khoe lại vẫn thích khoe mấy cái cúc kiểu như này. Tại vì khi mà mình nhìn vào những cúc này thì mình sẽ biết rằng là con áo này thật sự là họ gia công có tốt hay không.
nhìn qua là biết thôi. Con này là mã P975, con này là size M, chiều dài của nó 67, ngang là 48 và vai là 43. Chiếc này sẽ phù hợp với những quý vị là chúng ta khoảng 65kg mặc sẽ rất là đẹp ạ. Một con chất thể thao, mặc mùa hè thì sẽ rất là thoải mái. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc khác của thương hiệu Uniqlo. Con này là mã 976. Uniqlo, con này sản xuất và gia công tại Việt Nam quý vị nhé. Một con hàng sản xuất gia công tại Việt Nam, nằm trong kiện Nhật nhưng mà lại sản xuất gia công tại Việt Nam. Điều cũng hoàn toàn hợp lý, tại vì bây giờ các nước thứ ba họ làm quần áo hiệu này rất là nhiều. Sau khi họ làm xong thì họ sẽ gói gõm lại tổng thể và họ phân phối. Nhưng mà để tránh cái việc nhầm lẫn thì họ sẽ ghi rằng là hàng này sản xuất tại đâu, kiểu như là made in China, made in Sri Lanka, made in Việt Nam đấy. Thì chất lượng hàng hóa của họ thì cũng tương tự và na ná nhau thôi, cũng không khác biệt quá nhiều. Đây là một chiếc áo mà size của nó size L này quý vị, chiều dài của nó là 74, ngang là 54 và vai là 49. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị là chúng ta khoảng 70kg mặc sẽ rất đẹp nhé. Con này màu cũng rất là lạ luôn. Rất là lạ luôn ạ, nó không đến nỗi kiểu màu tông sáng hẳn nhưng mà không đến nỗi kiểu tông tối, tối thui. Tiếp theo chúng ta có một chiếc áo được sản xuất và gia công tại Pakistan này. Con này là thương hiệu GAP. GAP này cũng giống Grab thì cũng giống như là Uniqlo thì họ làm quần áo cũng kiểu dạng thục. Cái phân khúc đó là không đến nỗi kiểu cao cấp như kiểu LV hay là Prestige, Lacoste, nhưng mà hàng hóa của họ thì cũng ở cái chừng mực đó là hàng hiệu và sử dụng tốt. Đây là một chiếc áo size của nó là size, trên này họ ghi size L nhưng Sành Đồ Xin đánh giá đây là một chiếc áo size XL nhé. Chiều dài là 77, ngang là 55 và vai là 50. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 70 cho 75kg mặc sẽ rất là đẹp ạ. Một con áo một màu. Và Sành Đồ Xin nghĩ rằng là chúng ta nên có một vài những chiếc áo một màu như thế này, chúng ta thay ra thay vào, hoặc là cái trời mùa hè này, đặc biệt những quý vị nào mà chúng ta hay toát mồ hôi thì chúng ta cứ mua sắm nhiều hơn mức có thể để chúng ta thoải mái cho cái mùa hè này. Kiểu mọi người mua 1-2 đợt tại Sành Đồ Xin là gần như là sẽ đủ áo cho mùa hè rồi. Cùng nhau đến một chiếc Dunlop nữa thuộc cái dòng Motorsport này. Dunlop này thì mọi người, những ai quý vị nào chúng ta chơi xe phân khối lớn hoặc là chúng ta đơn giản rằng là chúng ta đi thay lốp thì sẽ thấy thương hiệu này họ rất là nổi tiếng. Xuất phát điểm ban đầu của họ làm lốp, chính vì thế nên các sản phẩm của họ thì họ làm cũng theo kiểu dạng là rất là bền bỉ luôn. Cứ phải bền bỉ thì gọi là Dunlop. Mà quý vị muốn có một chiếc áo mà kiểu như nó bền với thời gian, mình sử dụng được lâu dài thì chúng ta hãy lựa chọn Dunlop. Con này thì màu của nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và chiếc này là mã P977. Đây là một chiếc áo size XL, chiều dài là 77 này, ngang 55 và vai là 51. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 75 cân, quanh 75 cân chúng ta sẽ mặc con này rất là đẹp. Con này thì tức là chất của nó thì không phải là chất cốt tông quý vị nhé, chất của con này không phải chất cốt tông, nhưng mà cái mật độ vải họ làm ở trên này thật sự là rất là đều này, rất là đều. Chính vì thế nên là chúng ta mặc vào thì cũng không đến nỗi kiểu rằng là nó sẽ nóng đâu. Thường là sẽ như vậy, tại vì những chiếc Dunlop này Sành Đồ Xin cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái phản hồi tích cực đến từ những quý vị chúng ta từng chơi rồi ấy. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một chiếc áo của thương hiệu West. Là quý vị, con này mà để 250k mọi người thì thật sự là Sành Đồ Xin cũng hơi tiếc, nhưng mà thôi. Hơi tiếc thật nhưng mà thôi. Đây này, con này made in USA này, hàng mẽo luôn này. Thì những quý vị nào chúng ta thích cái dòng West, cái dòng dấu hỏi chấm kiểu thế này thì chúng ta chơi con này cũng ok. Con này thì có hơi buồn một chút rằng là ở chỗ này nó có một cái chấm đây thưa quý vị, nhưng mà Sành Đồ Xin thấy rằng là không ảnh hưởng quá nhiều nên là cũng lên clip cho mọi người luôn. 250k cho chiếc này thật sự là quá lời cho những quý vị nào chúng ta vừa cái size XL. Chiều dài chiếc này là 70, ngang 55 và vai cũng là 55. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 75 cân mặc sẽ rất là đẹp. Ở phần bên tay phải của họ thì cũng có cái chữ West theo với cái logo dấu hỏi, quét theo với logo dấu hỏi chấm như thế này. Còn lại thì nó trơn. Phối màu cũng rất là cơ bản, màu trắng và viền là xanh đen. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một bản collab khác của Uniqlo nhé. Cái bản collab này thì collab với Michel Bastien. Và đây cũng là một trong những cái bản collab mà Sành Đồ Xin thấy rằng là họ rất hay thích những cái kiểu tay như thế này. Họ rất hay thích những kiểu tay này và cái dòng cúc nhỏ ở trên áo. Đặc biệt là họ làm những cái cúc như thế này. Thì cái dòng MB với nửa cái cánh như thế này quý vị, thì đây là một thương hiệu Uniqlo fix cùng với Metro Button nhé.
Và con này sản xuất và gia công tại Trung Quốc. Con này nhìn gần mọi người thấy ok không ạ? Một chiếc áo mặc vào mà cho chúng ta trẻ trung được bao nhiêu luôn. Đây là một chiếc áo size M, chiều dài tuyệt đối của chiếc này là 75. Ở dưới thì họ làm theo kiểu hai tà nền sành đồ xi, tính chiều dài tuyệt đối thôi, tức là tà sau thôi. Và ngang là 48, vai là 45. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng dưới 65kg. Dưới 65kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc khác của thương hiệu là Uniqlo. Ngoài những cái logo thông thường ở trên cổ áo thì Uniqlo họ cũng làm những cái tag đơn giản kiểu như này. Tức là họ đánh size xong rồi họ đánh một cái vòng tròn ở trên. Thì với những quý vị nào chúng ta không biết thì chúng ta nghĩ rằng là đây không phải là áo của Uniqlo. Nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta dở cái tag trong này, dở cái tag trong ra. Đó, thì họ sẽ có cái tag Uniqlo ở dọc như thế này ạ. Và họ cũng có một cái tag khác. Thường thì các mẫu polo thì họ sẽ cho chúng ta một cái cúc dự phòng ở đây nhá, để chúng ta đồng nhất trên con áo. Ví dụ như cúc này bay thì chúng ta ra ngoài tiệm thì không phải lúc nào cũng có cái cúc nó như thế này. Chính vì thế nên là họ cũng cho chúng ta thêm một cúc. Con này thì chất của nó là chất vải gai, quý vị, chất vải gai là cái chất mà sờ bề mặt này chúng ta thấy gai gai này. Còn mấy chất này thì 100% cotton. Con này sẽ là mã P980, size L, chiều dài của chiếc này đó là 75, ngang là 52 và vai là 48. Con này sẽ phù hợp với những quý vị là chúng ta quanh 70kg mặc sẽ rất là ok ạ. Chiếc áo đây thư Uniqlo, chất cotton 100%. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc của My Hill. Trước đây thì hay giới thiệu mọi người những cái mẫu của thương hiệu By Hill này thì họ làm theo kiểu dạng là áo nó gần như là nó sát sạt với người. Nhưng mà lâu lắm mới thấy một con chất vải gai mà màu kiểu màu cà phê như này. Con này rất là đẹp, dành cho những quý vị nào hôm trước mà chúng ta săn cái con Lacoste cái màu cà phê mà chúng ta săn xịt ấy, thì chúng ta có thể săn lại chiếc này. Và đây là mã P981 của chúng ta. Đây là một chiếc áo size M. Chiều dài của chiếc này đó là tuyệt đối là 73, quý vị, ngang là 48 và vai là 44. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg. Cái phần tay thì họ làm kiểu dạng là ống chun bo như thế này, quý vị, ống chun bo. Cái này sành đồ xi cũng đã là và giặt và là xử lý qua rồi. Nhưng mà khi mà để lên trên bàn này thì cứ cái này chồng lên cái kia nên là nó có vẻ hơi nhăn thôi mọi người. Chứ sành đồ xi cũng đã vệ sinh qua rất là kỹ trước khi mà lên clip. Và đặc biệt là cái khâu trước khi mà sành đồ xi gửi đi thì lúc nào sành đồ xi cũng sẽ nhắc tất cả mọi người, những ai làm trong shop đó là hãy kiểm tra thật kỹ trước khi gửi cho khách để tránh những cái trải nghiệm không tốt của họ. Tiếp theo chúng ta có một chiếc Uniqlo này. Con này cũng sản xuất và gia công Trung Quốc. Con này thì kiểu cơ bản rồi, cái mẫu mã kiểu như này thì cơ bản rồi, gần như là ai mặc cũng đẹp luôn. Rất thích cái phần cổ họ làm với cái chi tiết như thế này. Đồng thời là con này màu cũng rất là xoẹt tông, cũng rất là xoẹt tông đúng không quý vị? Chiếc này là mã P982. Đây là một chiếc áo size M. Chiều dài của chiếc này đó là 67, ngang là 48 và vai là 44. Con này sẽ phù hợp với những quý vị là chúng ta quanh 65kg ạ. Uniqlo. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến một chiếc của Valentino. Con này là thuộc dòng Claudio Valentino Paris này. Cho mọi người chúng ta xem gần hơn. Và hàng của Valentino thì họ cũng tương đối là đắt đỏ ấy. Thế nên là nếu mà mọi người có thể săn được hàng si như thế này thì rõ ràng là ai là người lời nhất. Rõ ràng quý vị chúng ta những người sử dụng dịch vụ của chúng ta là những người lời nhất rồi. Và đây là một chiếc áo, thôi khoe nốt cái cúc áo mọi người nhé. Đang định bỏ qua nhưng mà thôi, rất là thích khoe những cúc áo kiểu như này. Thì có những cúc áo họ làm mà có dòng chữ Claudio này thì rõ ràng khi mọi người mặc như này ở trên ngực đúng không ạ, mà nhìn vào phát là thấy rồi. Thấy rồi, ngoài cái tag này còn thấy cả cúc này nữa. Thì có phải là một món hàng cực kỳ uy tín đúng không ạ? Với những người tinh tế thì họ sẽ nhận ra những cái điều này đầu tiên khi mà gặp mặt. Chính vì thế nên là những cái sản phẩm và hàng chính hãng thì mọi người chúng ta nên chơi ạ. Đây là một chiếc áo mà size của nó là size M, nhưng mà MO mọi người nhá. Size M, MO. Chiều dài của chiếc này đó là 69 này, ngang chiếc này 52 và vai là 43. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta từ 65 cho đến 70kg mới mặc vừa nhá. 65 cho 75kg ạ. Cái tag này thì họ làm bằng tag da luôn này. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc áo của thương hiệu Kenzo quý vị nhá. Thương hiệu Kenzo ạ. Và chiếc này của chúng ta thì đây sẽ là một chiếc áo thuộc cái dòng God như thế này. Kenzo. Kenzo thì nổi tiếng rồi nhưng mà vẫn phải cho mọi người, nhắc cho mọi người biết rằng là Kenzo này thì họ hay lấy logo đó con hổ. Rất là mong rằng trong clip ngày hôm nay thì sẽ có
sẽ có một chiếc áo khác của thương hiệu Kenzo, họ làm theo kiểu dạng là họ làm cái logo con hổ để có thể gửi gắm lên cho mọi người. Chiếc này là size XL quý vị nhá. Chiều dài của chiếc này đó là 79, này ngang là 55 và vai là 50. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 75kg mặc sẽ rất là đẹp một chiếc áo đến thượng Kenzo. Con này là thuộc cái số 4 đây, chắc là size 4 của cái thương hiệu này. Tiếp theo thì với cái dòng old school thì không thể bỏ qua được Kani. Và Kani này thì họ làm, họ riêng con này thì chất của nó họ làm thì cũng tương đối dày dặn quý vị nhá. Không phải là ai cũng sẽ thích chơi mấy cái chất kiểu như này. Nhưng mà vì thương hiệu Kani này cũng gọi là ở Việt Nam không có nhiều, nên là gửi đi cho mọi người thôi. Và thương hiệu Kani này thì họ làm gold quý vị nhá, họ làm quần áo chơi gold. Bên này logo thêu cũng rất là đẹp này. Con này thì chất của họ thì tương đối là dày dặn. Chất của họ thì tương đối là dày dặn quý vị nhá, nhưng mà mặc cũng sẽ rất là sướng, kiểu rất là ôm da ấy. Kani, đây là một trong những thương hiệu mà họ cũng có tiếng tăm cũng tương đối là lâu năm rồi. Họ được thành lập vào năm 1989 ạ. Ở đằng sau thì cũng có chữ Kani như này, cũng có chữ Kani. Kani Power Mover này. Mover Only này. Đấy. Rất là đẹp. Cùng xem lại cái chất, tại vì cứ sợ rằng là kiểu mọi người ở phương xa thì mọi người sẽ không nhìn thấy cái chất này ấy. Nên là đây là một con áo mà chất của nó tương đối dày dặn nhưng mà lại tương đối là mềm so với cái da của mình, thì mọi người cân nhắc chúng ta mua. Con này sẽ là size L. Chiều dài của chiếc này đó là 78, ngang là 52 và vai là 47. Con áo này sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 70kg sẽ mặc vừa chiếc này ạ, Kani. Tiếp theo thì cùng nhau đến với Polo Club. Polo Club. Polo Club này thì đây cũng là một trong những cái thương hiệu mà họ làm quần áo kiểu như thế này. Nó kiểu polo như thế này rất là ok, chỉ là họ khác thương hiệu đó, họ là Polo Club, không phải Polo by Ralph Lauren, cũng không phải là Royal Polo hay là Polo AFFN. Đây là một chiếc áo cơ bản của Polo Club, thì con này là chất vải gai. Con này sẽ là mã P986 quý vị nha, size XL, chiều dài là 74, ngang là 58 và vai là 55. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta có cái cân nặng khoảng 75 cân, thì chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này nha. Một chiếc áo đơn giản đến từ Polo Club. Tiếp theo chúng ta có một chiếc áo của thương hiệu Fila này mọi người. Con này thì màu đỏ đô, mà con này để cho mọi người với mức giá là 250k, thì thật sự là những bác nào chúng ta săn được con này thì xin chúc mừng. Fila, con này thì màu đỏ đô ạ. Cũng có một vài những khách ở Bắc Giang là chúng ta rất thích cái màu này. Hình như là màu mọi người thích là sẽ đi theo cái khu vực địa lý hay sao ấy. Cái mã này của chúng ta sẽ là một chiếc áo mà size M. Mã là mã P987, con này là dài 71 này, ngang là 47 và vai là 43. Hàng của Fila thì ok, chắc chắn ngon nghẻ rồi. Chính vì thế nên là Sành Đồ Si cũng sẽ giới thiệu qua với mọi người thôi. Chúng ta cũng không đi vào quá sâu để tránh mất thời gian cho những con khác. Tiếp theo thì cái con của Valentino này thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ thích này. Con này thì chắc chắn mọi người sẽ thích này. Chúng ta cùng nhau đến với một chiếc áo khác của Valentino. Con này thì thuộc cái dòng là Gianni Valentino này. Gianni Valentino, Italy. Và đầu tiên là chạm vào cái tag của họ thôi thì cảm giác họ tag họ làm đã khác thông thường rồi. Trên cái viền áo này thì còn có chữ Valentino. Và đây là một con áo màu trắng quý vị nhá. Đây, tay áo vẫn còn có chữ Gianni Valentino này. Đây là một chiếc áo mà size của nó size M, chiều dài là 73, ngang là 47 và vai là 46. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg, chúng ta sẽ mặc rất là đẹp này. Một chiếc áo màu trắng đến từ thương hiệu của Valentino, nhánh Gianni. Cực đẹp đúng không ạ? Cực đẹp đúng không ạ? Và có những chiếc tỷ giá, có những chiếc tỷ giá của nó sẽ cao hơn một chút thì mọi người hết sức thông cảm, tại vì đấy là những con gánh kiện. Mở vài kiện ra mới được vài con như thế thì nó gánh kiện là đúng rồi, đúng không mọi người? Để cân bằng vốn thôi. Con này thì sẽ là thương hiệu Fila tiếp quý vị nha, một chiếc áo đến thương hiệu Fila tiếp. Cùng nhau chúng ta xem những cái chi tiết của họ. Cổ kia các thứ cũng làm rất tốt, đặc biệt là rất thích cái khóa này. Khóa này họ khắc luôn chữ Fila hai mặt. Ở đây thì cũng có chữ Fila này, nhưng mà chúng ta có vừa hay không thì cũng phải xem vào duyên số.
Con này là mã P989, con này là một chiếc áo size S quý vị nha, chiều dài là 62, ngang là 43 và vai là 316. Thì con này sẽ phù hợp với những quý vị là chúng ta dưới 55 kg. Dưới 50 kg thì chúng ta mới mặc vừa được chiếc này. Dưới 55 kg, hoặc là những quý vị nào chúng ta mua về cho con em cháu của mình thì cũng rất là đẹp. Cũng rất là đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con gà, nhưng mà không phải con gà của Where's the Cook từ lúc nãy chúng ta nói, mà con gà này chính xác, con gà này của Pháp ạ quý vị. Con gà này mới là gà của Pháp này, Le Coq Sporty này. Con này thuộc cái dòng là Gold Collection. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta cầm một cái tác áo thì chúng ta cũng có thể đọc được những thông số cơ bản của trên con này. Thì dưới này thì họ cũng làm một cái tác khác. Và con này thì sạch đồ si tương đối là khó nói, tại vì họ làm cũng kiểu lạ ấy. Thứ nhất là cái phần của áo này họ làm theo kiểu dạng là chất vải sơ mi, nhưng mà chất nổ. Thông thường cái chất này thì hay thấy sơ mi, nhưng mà đây là chất nổ. Nhưng mà đây lại là cái chất thể thao cơ. Họ làm cũng rất là lạ luôn. Và trên mỗi cái cúc này thì họ cũng có cái dòng chữ là Le Coq Sporty nó chạy theo này. Tay áo họ cũng làm rất là đẹp. Đây là một chiếc áo size M, nhưng mà size M quý vị nhá. Chiều dài của chiếc này đó là 68 này, ngang 52 và vai của chiếc này đó là 45. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 65 kg, 65 cho đến khoảng 70 kg, chúng ta sẽ mặc vừa 65-70 kg. Rất đẹp, rất đẹp. Khoe nốt những cái chi tiết ở dưới này, sợ rằng kiểu không khoe mọi người không biết lại bỏ qua thì chúng ta tiếc quá. Họ cuối cùng thì cái cam nó cũng chịu lấy nét cho mọi người. Tiếp theo chúng ta có một chiếc cơ bản của Uniqlo này. Con này cực kỳ cơ bản rồi. Nhìn qua cái tag này chúng ta biết con này chính xác là của Uniqlo hay không. Khoe nốt cái cúc này. Thật sự là không phải nói điêu gì đâu, nhưng mà rất là thích khoe mấy cúc kiểu này. Tại vì trên con áo cũng đâu có cái gì khoe nhiều đâu đúng không mọi người, thì khoe cái cúc thôi. Và đây là một chiếc áo của thương hiệu Uniqlo. Con này thì sẽ là size L. Chiều dài của chiếc này là 76, ngang 52 và vai của chiếc này đó là 46. Con này sẽ phù hợp với những quý vị là xung quanh 70 kg, mặc sẽ rất là đẹp này. Và nên nếu mà chúng ta muốn kiếm một con áo cơ bản mặc nhẹ nhàng để đi làm, đi chơi hay là làm gì được thì nên kiếm hàng của Uniqlo, mặc đơn giản nhẹ nhàng. Mà đặc biệt đó là họ làm rất là vừa form người Việt Nam ấy, thế mới lạ cơ. Tiếp theo thì một con áo đến từ thương hiệu của Anh Quốc, thì chúng ta có Stanley William. Đây là một thương hiệu của Anh Quốc. Đây, cúc họ làm thì không có chữ gì cả, đơn giản nhẹ nhàng và màu gần như trong suốt. Con này thì là cái mẫu mã basic thôi, cái mẫu mã cơ bản, kiểu chúng ta cần một vài những chiếc áo cơ bản kiểu như này thì chúng ta có thể lựa cái hàng này cũng được. Tay họ cũng làm bò. Cái phần trên này là bụi vải thôi mọi người nhá. Trước khi gửi mọi người thì Sành Đồ Si sẽ lăn qua bụi vải một lần nữa. Và mọi người cũng biết rằng làm việc trong cái môi trường này thì thật sự là cũng tương đối là độc hại, nhưng mà vì sao lại tiếp tục làm? Vì đam mê chứ còn vì sao nữa mọi người. Chính vì thế nên những quý vị nào chúng ta chưa like và chưa sub kênh Sành Đồ Si thì chúng ta hãy mau bấm, ở bên dưới sẽ có nút đăng ký đấy mọi người, bấm có nút đăng ký ấy. Và dưới sau cái nút đăng ký bên cạnh sẽ có cái nút là bấm chuông thông báo, thì mọi người bấm vào cái chuông thông báo đấy thì để biết khi nào Thành Đồ Si sẽ ra clip mới nhá. Cho xem lại cái tag rất đẹp của người ta và đến thông số luôn. Đây là một chiếc áo size của nó là size S quý vị nhá. Chiều dài 70, ngang của chiếc này là 46 và chiếc này là vai là 45. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta dưới 62 đến 63 kg. Dưới 62 hoặc 63 kg trở xuống chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc khác của thương Uniqlo này. Ngoài cái tag lúc nãy ra thì Uniqlo họ cũng có một cái tag kiểu như thế này nữa. Đây cũng là cái tag rất là cơ bản của Uniqlo. Con này thì màu xanh của nó thì sẽ chính xác nó là màu xanh như thế này quý vị. Và cái màu xanh này Sành Đồ Si rất là thích. Chia sẻ bao nhiêu lần cho mọi người rồi nhưng mà Sành Đồ Si cũng vẫn rất là thích. Đây là họ làm ở trong cái tag ngang như thế này. Và đây là một chiếc áo mà Sành Đồ Si thấy rằng là kiểu nó là cái áo kiểu cơ bản. Cái áo cơ bản có một vài những cái chi tiết mà họ làm độc lạ lên rồi. Con này cơ bản, màu cũng cơ bản mà phối mà cái màu này rất dễ mặc ấy, mặc rất là đẹp ấy, gần như là ai thích màu sáng màu tối gì thì chơi mấy cái màu của này là cực kỳ đẹp. Nó là cái màu bộ đội mà. Mã của chúng ta sẽ là mã P93993 quý vị nha. Con này size S, chiều dài chiếc này 69, ngang là 46 và vai là 42. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta
dưới 63 kg, chúng ta sẽ mặc vừa nhé, dưới 63 kg trở xuống ạ. Tiếp theo cùng nhau đến với một chiếc khác của thương hiệu Nike. Và lâu lắm rồi mới thấy được một chiếc áo của thương hiệu Nike mà họ làm kiểu đẹp như thế này. Cái màu cũng rất là đẹp đúng không ạ? Con này thì thuộc cái Nike Gold. Nike Gold. Cái chữ này họ làm theo cái họ làm bằng cao su quý vị nhá. Trên này họ chữ họ làm bằng cao su. Nhưng mà sợ rằng là cái đèn nó chiếu như thế này nên là mọi người cứ nghĩ nó bị bong ấy, cứ phải giải, nên là phải giải thích như thế này để mọi người hiểu luôn. Chúng ta tránh có những cái hiểu lầm khi mà chúng ta mua bán online. Tag. Hay là trên này cũng có chữ là Nike, Nike. Thì con áo này có giá là 350k, đã bao gồm phí ship rồi. Quý vị chúng ta ai có đủ điều kiện chúng ta cứ chơi thôi. Và con này là size M, chiều dài chiếc này là 71, ngang là 49 và vai là 44. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 65kg, mặc sẽ rất là đẹp này. Thật sự lâu lắm rồi mới thấy một con áo của Nike đẹp như thế này. Cái dòng polo ấy. Và có Nike thì không thể thiếu được Adidas, thì chúng ta cùng nhau đến một cái sản phẩm khác của thương hiệu Adidas luôn. Và con này thì còn rất là mới nha, gần như là cực kỳ mới luôn mọi người, cực kỳ mới luôn ạ. Con này chất vải gai. Và trên này thì họ cho chúng ta là ba cái tam sọc nổi tiếng đặc trưng của Adidas. Con này của chúng ta sẽ là chiếc áo này size XL, chiều dài của chiếc này là 73 này, ngang của chiếc này đó là 57 và vai là 49. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 75kg, sẽ mặc con này rất đẹp, một chiếc áo đến từ thương hiệu Adidas. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến một chiếc khác của thương hiệu Columbia này. Thương hiệu Columbia này chắc là nhiều người biết rồi, thuộc cái dòng mấy cái dòng leo núi thì Columbia là quá đỉnh rồi. Made in India này, hàng của Ấn Độ này. Và con này sẽ có các thông số như sau. Nhưng mà trước khi đó Thành Lucy vẫn phải khoe cái cúc có cái chữ Columbia ở trên này. Và cúc này họ làm rất là đẹp ấy. Mất công khoe thì khoe nốt cái tay áo của họ. Tay áo của họ làm phần trên này. Con này của chúng ta sẽ là một chiếc áo size M quý vị nhá. Mã P996 của chúng ta là chiếc áo size M. Chiều dài của chiếc này đó là 74, ngang của chiếc này đó là 48 và vai chiếc này là 47. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 65kg, mặc sẽ rất là đẹp, một chiếc áo đến từ thương hiệu là Columbia. Tiếp theo thì chúng ta có một chiếc Dunlop cũng rất là đẹp nữa. Chất của con này thì nó theo kiểu dạng là nhẹ nhàng tình cảm nhưng mà lại có cái độ co giãn nhất định. Như là nói ở lúc đầu con Dunlop đầu tiên ấy, thì con này thì họ cũng hay sử dụng những cái cấu trúc cao su cho các sản phẩm của mình. Cúc áo cũng có chữ Dunlop luôn. Con này thuộc cái dòng là Motorsport. Cái viền cổ họ làm đẹp không quý vị? Làm rất là đẹp đúng không ạ? Và những cái chi tiết này chi tiết nổ kiểu sọc sọc. Con này thì mật độ vải của nó sẽ giúp quý vị thông thoáng mồ hôi rất tốt nhé. Con này thì cái mật độ vải của họ làm thì không đến nỗi quá dày. Và cái mật độ vải kiểu như này, tức là mọi người hiểu rằng là cái mật độ vải Thành Lucy nói, tức là cái việc mà khi họ đan lên một cái cấu trúc vải như thế này ấy, thì sẽ có sợ luồn trên luồn dưới, luồn xiên luồn dọc đúng không? Nhưng mà những cái lỗ được tạo ra giữa những cái sợi chỉ này chính được gọi là những cái lỗ thông khí. Thì Thành Lucy cứ nói như vậy để mọi người chúng ta dễ hình dung hơn, rằng là mặc con này thì liệu có thấm hút mồ hôi tốt không các thứ, hoặc là có thông thoáng cho cái cơ thể mình không. Tại vì mùa hè mà chúng ta làm một tí gì đó thôi cũng đã thoát mồ hôi rất là nhiều rồi. Đây là một chiếc áo size L quý vị nhá, chiều dài chiếc này là 70, ngang là 53 và vai của chiếc này đó là 49. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 70kg, sẽ vừa chiếc này ạ, một chiếc áo cũng rất ok đến từ thương hiệu Dunlop. Và tiếp theo thì chúng ta có một chiếc của William nữa này. Một chiếc của William nữa, nhưng mà con này là màu khác. Màu này đẹp đúng không mọi người? Màu này rất đẹp đúng không ạ? Đây là một chiếc áo size M. Mã của chúng ta là mã P998 size M. Con này thì kiểu dạng một chiếc áo basic cơ bản thôi. Rất là cơ bản, dành cho quý vị là chúng ta không thích cái sự màu mè, chả thích chữ nghĩa gì ở trên con áo, thì hàng Uniqlo hoặc là hàng William này chúng ta có thể hoàn toàn mặc được. Con này sẽ là dài là 72 này. Tức là Thành Đồ Si tính cái tà sau ấy, tà trước thì của nó thì chỉ rơi vào 69 thôi. Dài tuyệt đối của nó là 72, ngang của chiếc này đó là 45 này và vai là 42 quý vị nha. Ngang là 45 và vai là 42, một con áo cơ bản. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào, đầu tiên là mọi người chúng ta mặc cái form mà chúng ta gọi là
cái form trẻ trung ấy, tức là cái form nó hơi ôm vào một tí ấy, thì chúng ta mới chơi được con này nhá. Và như quý vị là chúng ta dưới 65kg thì chúng ta mới mặc được chiếc này. Dưới 60kg ạ, thì chúng ta mới có thể mặc được chiếc này nhá. Hoặc là dưới 63kg đi, cho nó chắc ăn. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc của UP Renoma. À, con này là mấy chiếc của Renoma này là toàn là hàng của Paris, nhưng mà sản xuất con nước thứ ba hết rồi. Gần như là bây giờ làm gì có nước, làm gì có hàng hóa nào mà ít khi sản xuất tại nước mẹ lắm. Gần như là toàn sản xuất tại những cái nước thứ ba. Con này của chúng ta thì Sành Đồ Si sẽ giới thiệu qua một chút là UP Renoma này lên một trong thương hiệu của Pháp và cũng là thương hiệu của Ý luôn. Tại vì nhà sáng lập là mang hai dòng máu mà mọi người. Con này thì bình thường là những cái chiếc polo khác thì họ sẽ làm theo kiểu dạng cúc cà, nhưng mà con này là khóa. Trên này thì tác của họ cũng là tác cao su, cái này cũng là cao su này. Cao su rất là khó để nó bị bay đi. Đây là mặt đằng sau của chiếc áo. Thì con này màu cũng rất là lạ, Sạch Đồ Si sẽ đến thông số luôn. Chiếc này sẽ là size M, phù hợp cho những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg. Chiều dài chiếc này 68, ngang là 51 và vai là 48. Một chiếc áo rất là ok đến từ thương hiệu là Renoma. Con này thì chắc là dành cho quý vị nào chúng ta tuổi khoảng trên 40 thì mặc con này thì mới thấy ok được. Chứ còn nếu mà chúng ta dưới 40 tuổi thì Sành Đồ Si cũng không khuyến khích mọi người chúng ta mặc một vài những cái mẫu của này đâu. Tại vì thực tế là trông nó sẽ độn cái tuổi của mọi người lên ấy. Tiếp theo chúng ta có một chiếc của Uniqlo này. Đấy, cứ như Uniqlo này thì mặc chiếc nào cũng thế. Người trẻ hay người già chúng ta mặc thì cũng thế giống như nhau cả. Tại vì nó một màu, và màu cũng cơ bản kiểu đen, trắng hoặc là xám thì gần như ai cũng mặc được. Đây là một chiếc áo mà size của nó size L quý vị nhé. Chiều dài của chiếc này là 78, 79 này. Chiều dài tuyệt đối là 79, ngang là 53 và vai là 47. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta quanh 70kg, chúng ta sẽ mặc vừa quanh 70kg ạ. Cái phần này là bụi vải thôi mọi người. Chúng xin lau một phát lại đi là hết luôn. Và cùng nhau đến với một chiếc áo rất cũng cơ bản của William này. Hôm nay rất là may là có một vài những chiếc của thương hiệu này, và chúng ta cũng có một vài những cái biến đổi về màu sắc trong tủ đồ của mình. Con này tác của nó đẹp, rất là đẹp, và vẫn còn nguyên cả cái mảng khâu trên này. Thường là mảng này là họ dùng để họ đánh họ đánh dấu khi mà ở trong cái cửa hàng đồ mới ấy, thì vẫn còn nguyên luôn, chỉ là thiếu cái tác đi cùng của thương hiệu này thôi. Mã của chúng ta là mã P 1001 quý vị ạ, 1001, hoặc là mọi người có thể nói ngắn gọn là mã P001 cũng được. Con này thì sẽ là size M quý vị nha. Chiều dài của chiếc này là 71 này, ngang là 44 và vai của chiếc này đó là 45. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg sẽ mặc vừa chiếc này ạ. Một chiếc áo cơ bản thôi, cơ bản không màu mè gì cả. À, thực ra là có màu nhưng mà không đến nỗi kiểu nhiều hình hoặc nhiều chữ. Chúng ta cùng nhau đến với một con khác của thương hiệu Pianus này. Con này thì không biết là những quý vị chúng ta có biết cái thương hiệu Snoopy hay là Pianus này không, nhưng mà cũng giới thiệu qua mọi người. Thông thường thì những bạn mà chắc khoảng dạng là trẻ hơn thì sẽ biết đến cái thương hiệu này, còn lại là chúng ta không biết. Nhưng mà con này cũng rất là tín và chất lượng nên là giới thiệu với mọi người, những ai chúng ta thích thì chúng ta chơi. Con này là mã P1002, size L, chiều dài tuyệt đối của chiếc này là 70, ngang chiếc này là 51 và vai chiếc này là 49. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg nhé. Chúng ta khoảng 70kg, xin lỗi mọi người, khoảng 70kg chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này ạ, Snoopy. Và con này cũng màu xám, nhưng mà màu xám này là xám nó sáng hơn nhé, tông nó sáng hơn. Màu sáng thì cũng có chiếc này chiếc kia, và con này thì tông nó sáng hơn rất là nhiều. Chúng ta cùng nhau đến với một chiếc áo của thương hiệu Ý tiếp nào. Thì chúng ta có chiếc Kappa này. Chúng ta có thương hiệu Kappa. Và trên này, bên này thì có chữ là Ita. Ita, tức là viết tắt của Italy ấy. Nhìn cái cúc này thì mọi người chúng ta cũng đoán được đúng không ạ? Cúc này thì họ làm lại khá là hay. Trên này thì cũng là một chiếc cúc chính hãng của hiệu Kappa, có chữ Kappa trên này này. Và dưới này thì họ làm 3 màu cờ nước Ý thì rất là đặc trưng. Con này thì ở bên tay phải cũng có chữ là Italia, dành cho những quý vị nào chúng ta thích đội bóng hoặc là thích quốc gia hình chiếc ủng này. Đặc biệt đó là người ta gọi là màu áo thiên thanh ấy, thì nó chắc là cái màu này đúng không quý vị, màu Ý đấy. Con này thì sẽ là chiếc áo này là size M, chiều dài của chiếc này nó là 68. Nó cũng có hai tà, tà trước tà sau, thì tuyệt đối của nó là 68 này,
ngang của chiếc này là 49 và vai chiếc này là 44. Sẽ dành cho những quý vị nào chúng ta khoảng 60kg thì chúng ta sẽ mặc vừa chiếc này ạ, 60kg. Và tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc khác. Con này là mã P962, đến từ thương hiệu Kenzo này, cũng thuộc cái dòng Kenzo Gold. Chất con này thì chất của nó là chất cốt tông quý vị nhé. Chất con này chất cốt tông, nhưng mà cái màu kiểu thiết kế của họ thì bị lạ quá, hơi bị lạ luôn ấy. Mấy con của Kenzo này họ làm kiểu thiết kế hơi bị lạ luôn, đúng kiểu dạng là nhìn phát là biết là hàng hiệu luôn đấy quý vị. Đây là một chiếc áo size L, chiều dài của chiếc này đó là 77 tuyệt đối nhé. Họ cũng làm hai tà, tà trước tà sau này quý vị, thì tuyệt đối của nó là 77, còn tương đối của nó thì ở đây có 74 thôi. Tà trước có 74 thôi. Và ngang của chiếc này là 52, vai là 46. Con này sẽ phù hợp với những quý vị nào mà chúng ta khoảng 70kg mặc con này Kenzo sẽ rất là đẹp nhé. Nhưng mà không biết những quý vị nào chúng ta có thích hay là chơi con này hay không, khó nói. Tiếp theo thì cái mã P961, chúng ta cùng nhau đến với một chiếc áo của thương hiệu MacGregor. MacGregor, con này thì màu của nó màu rất đẹp nhé. Màu của nó màu sữa, xong rồi hơi giống màu bạc xỉu. Chính xác là nó hơi giống màu bạc xỉu một tí. Ở phần tay này thì cũng có chữ MacGregor, đây là một thương hiệu của Mỹ nên là họ hay gắn cờ Mỹ ở trên, cũng là điều dễ hiểu. Và đây cũng là một thương hiệu mà họ cũng có lịch sử cũng khoảng 70-80 năm rồi quý vị, MacGregor này. Và con này thuộc cái dòng sportswear, nhưng mà không hẳn đâu, con này thì chất của nó lại là cái chất cốt tông thôi, thế mới lạ. Và đây là một chiếc áo size M, chiều dài chiếc này nó 67 này, ngang của chiếc này 50 và vai là 47. Con này thì sẽ phù hợp với những quý vị nào chúng ta khoảng 65kg, chúng ta sẽ mặc vừa nhé. 65kg ạ, cho mọi người xem qua lại thêm một lần nữa trước khi chúng ta gỡ gạc con này xuống bên phía dưới. Quý vị và các bạn thân mến, rất cảm ơn quý vị chúng ta đã theo dõi hết clip này của Sành Đồ Si. Sành Đồ Si xin chào và hẹn gặp lại quý vị tại Zalo 0337707398. Một lần nữa thì Sành Đồ Si xin được chúc quý vị là có những giây phút tuyệt vời bên người thân. Chúc quý vị săn được những món hàng mình ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.